Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em ha. Tiếp tục chương trình chiều hôm nay thì em lên anh em ít máy pin cỏ anh em ha. Đây, xíu thôi. Tầm mấy chục mã thôi anh em nha. Đó, thì máy pin cỏ với lại ít máy mài hải đá rồi anh em, như là mấy cái thùng này, đó. Mấy cái thùng đó bạn ít sạc. Đấy. Rồi, cái này thì em cũng giới thiệu luôn. Thì mặt hàng sản phẩm ngày hôm nay thì toàn bộ là bán sát hết luôn anh em nha, máy pin bán sát sạch luôn. Còn riêng những con máy mài điện 100V, có những con máy điện 100V anh em nha, thì máy thì toàn bộ nó sử dụng điện 100V hết. Đấy, toàn bộ luôn sử dụng điện 100V anh em nha. Thì lát nó con nào có dây thì em sẽ test cho anh em, chạy bán theo chạy, chết bán theo chết luôn. Còn cục sạc này cũng là điện 100V luôn và không bán sát luôn anh em nha, không bao sóng luôn. Và máy pin cũng vậy, không bao sóng luôn, chỉ là bao ship thôi. Hàng bên em toàn bộ tất cả luôn là em bao ship anh em nha. Đấy, thì mỗi một lô bán theo lô cặp 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 anh em, thì nó có cái giá tiền, mỗi một cặp nó có cái giá tiền khác nhau và một cái mã số của cặp máy đó luôn. Thì anh em nhìn ưng ý cái cặp nào thì alo gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo cái mã số ghi lên trên máy nha. Và khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k, còn những đơn hàng lớn thì coi như là anh em cọc trước cho em 30% nha. Đấy, cứ nói chung là cứ 30%, còn lại em sẽ code về đến nhà anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình và không bị bỡ vỡ gì đó thì anh em vui lòng của nếu bỡ vỡ gì đó thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn khi còn shipper ở đó anh em nha. Chứ còn mà anh em mà nhận xong rồi khi mà có shipper đi rồi á là em không chịu trách nhiệm anh em nha. Đấy, nói chung là mất lòng trước được lòng sau thôi. Còn nếu mà có shipper ở đó thì coi như là em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho anh em, không mất 1.000 nợ anh em luôn. Một là bỡ vỡ khắc phục được thì em sẽ bù tiền lại, còn không khắc phục được em cho về rồi em sẽ hoàn tiền lại 100%, không mất coi như là một cái gì cho anh em hết. Đấy, đó là hình thức mua bán bên em. Thì anh em mới vào xem tập trung nghe cái kỹ giùm em cái phần giới thiệu ban đầu anh em nha. Đó là lúc nào cũng vậy, là cái phần giới thiệu ban đầu là hình thức mua bán giữa đôi bên và cái quyền lợi của khách hàng. Đấy, nói chung là em thì em bán giá máy sát đấy, thì quay trực tiếp rõ ràng và cái máy thì mỗi một cặp thì nó có giá tiền rõ ràng chi tiết trên này. Đấy, không có lên giá và không xuống giá luôn. Đấy, đó. Rồi hàng toàn bộ là bao ship anh em nha. Tất cả luôn là bao ship. Thì anh em ưng ý thì anh em ủng hộ em, thì vì các em đây xin chân thành cảm ơn luôn. Rồi, bây giờ em sẽ quay coi như là từng món một anh em xem và tham khảo nha. Rồi. Rồi, mã đầu tiên đây anh em ơi. Thì nó là một cặp của thằng Hitachi này nha. Đó, đúng hư luôn. 823. 823 thì cái này một em bán hai cái thân máy thôi anh em nha, còn cái pin này pin của em anh em nha, cục pin này pin làm vốn anh em ơi. Đó. Có điều tốc luôn anh em nha. Đó, lúc chạy lúc không nè. Đó. Khi mà anh em đảo chiều qua cái thì nó chạy. Đó, chạy đường lần xong rồi coi như là đứng nè, hết chạy nè anh em nha, đảo qua đây chạy nè. Đó. Anh em biết bệnh nó chưa anh em ơi? Đó, em là báo bệnh vậy thôi. Điều tốc nè. Đó. Chạy ok ngon lành luôn á. Nhưng mà coi như là nó bị bệnh nè, đó. Đảo qua đảo lại bóp nó mới chạy. Một con anh em nha, đó. Rồi hàng này là hàng bệnh anh em nha, video quay như thế nào thì về đến nhà y như vậy anh em nha, em không có bao cái gì đâu anh em ơi. Đó, chỉ là bao ship thôi. Thì em này nó là 18V. QR18 DB DL2. Đấy, có điều tóc, hàng của Martin China, hàng Hitachi, đầy đủ, thiếu mất cái tem anh em nha. Đó. Đây. Rồi con thứ hai, một cặp luôn anh em nha, thì con này nó là 36V. Đó, 36V thì gắm vô nó có chạy đâu anh em ơi. Gắm vô là bao điếc luôn nha. Đó. Bao điếc luôn, đó, cầm điếc không có một tín hiệu gì luôn. Rồi, hai cái thân máy. Anh em về dọn nha. Đây anh em thầy thợ thôi anh em ơi. À. Anh em về mua về xài luôn thì không xài được đâu anh em nha. Rồi 1.900.000 hai con. Bao ship anh em nha, 1.900.000. Hai con bao ship cho anh em ha. Nó không bao sóng đâu anh em nha. Rồi con này 824. Rồi con cặp này cặp Ryobi 12V. Đấy, đầu cổ ok nha. Bóp cò bóp được một con. Rồi con cặp này bóp được luôn hai con. Đó, đầu vẫn quay được nhưng mà tuốt ra tuốt vô không được anh em nha. Đó, vẫn quay được. Rồi cặp này
350k bao ship cho anh em ha. 350 luôn. 824 350. Rồi 825. Rồi cặp này thì của thằng Nati. Test miếng ở đây anh em, test miếng giỏ ở đây nha. Đây. Đó, test miếng giỏ ngay đây. Đầu cổ quay được nè, đó. Quay được anh em nha. Còn cái này anh em vừa vệ sinh lại làm lại ha. Một con. Hai con. Rồi quay được luôn anh em nha. Đầu cổ ra vô được nè, đấy. Rồi 825. Cặp này thì 180k anh em nha. Đó, 180k cho em nó luôn. Bao ship bao điếc luôn anh em nha. Đó. Rồi 826 cặp màu đen. 826 cặp màu đen thì nó là con này nó là 12V mà pin 9V6 anh em ơi. Mấy đứa nhỏ em nó không biết nhét pin đó. Đấy, hơi xấu xấu rồi, cũ nè. Mấy con này thì giờ xài gia đình anh em nha. Nó đầu nó quay được nhưng mà nó hơi cứng anh em. Đó, một con này. Con này thì tút. Đó, lúc lắc thôi, không em không quay cốt được trong á. Rồi xong, bán. Cái với anh cái tôi biết đi. Cái tôi biết ba kia. Đó. Có cái biết ba kia nào. Biết dẹp cũng được, nói chung là để anh đút vô này anh quay cái đầu thôi. Đó, hai con 9V, một con hai con 12 này mà con này bao nhiêu em không biết luôn nè. Đó, mất tem luôn nè, nhưng mà nhét bình 9V6 nha. Có cái tôi biết. Giảm được. Này cứng đầu anh em nha, đó cứng đầu luôn. Rồi hai con. Nó là 826. Rồi 280 đi nè. Hai con này nó đen đen 66 nha, 826 280 luôn. Rồi 827. Rồi 827 lô này. 827. Thì cặp này thì nó có 5 con. Đó. Rồi 827 thì 5 con này 170k anh em nha. 5 con 170 bao ship anh em ơi. Đó, năm mất 50.000 ship rồi anh em. 827 170 luôn. Còn 120 luôn anh em ơi. Đó. Rồi 828 con này bị mẻ cái chân ngay đây anh em nha. 828 con này bị mẻ cái chân ngay đây nè. Đó. Con này thì nó chỉ có 9.6 thôi, bị gãy luôn. Con này lấy xác thôi nè. Con này lấy xác thôi. Con này đầu 3.8 nè. Đầu quay được nè. Nó cũng hơi nước đứt xíu xíu ngay đây thôi. Đó. Nhưng mà không sao nè, bẻ hết cách luôn. Rồi, con này bu lông này. Với lại con này, hai con. Rồi, 828 hai con này lấy xác đi nha, 300k. Đó, con này nó gãy nhiều. 828 300 luôn. Rồi 829. Cặp Ribi nè, cũ 66 luôn em. Đó. Cứng đầu luôn em nha, con này cứng đầu luôn nè. Đảo chiều được. Đó, một con. Con này thì con HS Đài Loan anh em nha, đảo chiều cứng luôn. Đó. HS Đài Loan đảo chiều cứng luôn. Quay được anh em nha, đầu quay được nè, đấy. Rồi hai con. Hai con này 66 thì 250 anh em ơi. Con này 6. Đó, 829 250 luôn. Rồi 830 hai con Đài Loan. Con này của HH luôn. Đó, một hãng con này luôn. Hàng Đài Loan anh em. Đó. Đầu để quay đường anh em nha. Đó. Đầu để quay được mà tút ra tút vô không được. Đấy, vệ sinh lại anh em nha. Một con nè, hát hết. Con này con thứ hai. Đó, cũng hát hết luôn. Đảo chiều cứng nè. Đảo chiều cứng nha. Rồi hai con này thì 280 đi anh em. 830 280 luôn nha. Rồi 831. Đầu quay được. Đó. Cái này quay nhẹ nhàng luôn. Đấy. Cái này quay kêu cắt cắt. Đầu này quay được. Con này thì 7.2 thôi anh em, 7.2. Rồi hai con này 831. 107 luôn. 831 107 luôn anh em ha. Rồi 832.
9.6 một con. Con này sát lớn anh em. Con này 12V nha, mà pin 9.6 đảo chiều không được nè. Đó, 12V pin 9.6. Rồi ok. Rồi 832, hai con này thì 250 anh em ơi. 250k, 832 250 nha. Đó, 832. Rồi 833. Rồi. Đầu cứng anh em nha, đầu lúc lắc thôi, không quay được. 9.6 nè. Con này 12 anh em nha, con này 12. Đó, hai con. Con 96 con 12. Rồi 833 250 luôn anh em nha, 250k luôn. Đó, 250 hai con luôn. Rồi 834. 834 SK11 rồi ok luôn. SK11 nha, hàng Đài Loan anh em nha, một con. Rồi con này nó hơi dơ thôi anh em. Đảo chiều được chân hình hình lên trên cái anh em nha. Đó. Rồi. Hai con. Rồi 834 hai con này 66 thì coi như là 250 luôn đi anh em. 250 nha. Đó. 834 250k bao ship anh em. Còn 100.000 con à. Rồi con này nó không có pin anh em. 8 nhiêu anh? 835. Rồi 835 hàng Impact 12V anh em nha. Con hai con này đẹp nè. Mới một con. Rồi ok hai con. Rồi hai con này 835. Này 230 đi anh em. Đó, 835 230 hai cái thân anh em nha. 835 230. Rồi 836 y như hai con đó luôn. Mà con này có vỏ binh. Ok anh em nha. Đó. Một con. Bockwell Sanit Impact. Ok. Con này có vỏ binh anh em ơi. Rồi 836. 260 luôn. 836 260 luôn. Rồi 837. 837 thì hai con, Toshiba. Đấy, ok, một con. Vẫn đảo chiều được ok anh em nha, hai con. Rồi bốn con thôi, bốn con này đẹp anh em, cỏ nhưng mà cỏ này ok nè. 170 luôn em ơi, bốn con. 836 quên 837 chứ. Rồi 838 này đảo được không, đảo được anh em nha, đè qua đè cái tay qua về bóp cò được nè. Đó, cứng nè. Đó, bóp được nè. Rồi tiếp tục con này. Con này cứng cò luôn em ơi. Đó, cứng cò luôn nha. Con này quay được nè. Đó. Có một con quay được hơn em, con này quay không được nè. Rồi ok. Rồi 838. Rồi cặp này 66 250 luôn anh em nha. Đó, 250 luôn, 66 đi hết anh em ơi. 838 250 luôn. Rồi tiếp tục con này 839 nè. Thì 839 con này của Impact anh em. Cò bị đơ rồi anh em, đây nè, đó. Một con. Con này con Hitachi luôn. Đó, con này nó cũng hơi cũ cũ à. Đầu ok anh em nha, đó. Rồi Hitachi luôn. Rồi hai con này thì nó là 250 đi anh em ơi, 839 250 luôn. Rồi 840. Rồi một con này 9.6 anh em nha, cò nè, bóp nè, đầu nè, này cốt nè, ok ok luôn em, ok luôn nè, đó. Rồi con này là con Nati, rồi đầu cổ ok luôn em ơi. Nó dặn mấy con này chứ nó chỉ dặn được cái đầu này thôi anh em nha, nó đầu con ra vô được nè, ok nha. Con này 9.6 nha. Rồi con này nó là 10.4, 10.8, ủa sao kìa. Ethman. Sao mà nó vừa chân binh luôn anh em, đóng ten luôn nè, mà bên 10.8. Vừa chân binh luôn. Đấy ok anh em nha, nói chung là vừa chân binh anh em, giờ đóng lại ha. Rồi, ba con. 1 2 ba con này. Chân binh này bị bởi tí xíu anh em nha. Rồi ba con 300 anh em nha. Đó. 840, ba con 300. Rồi 841.
Rồi 841. Một con 12. Đầu quay không được anh em ơi. Rồi một con. Rồi con này thì ribi đời cổ. Rồi 841. Con này với con này, ribi này đời cổ anh em, chân binh hơi xấu luôn nha. Đây chân binh nè. Rồi con hai con này 230k luôn anh em. Chân binh này nó bị tét tét nè. Đó. 841 230 luôn. Rồi 842. Rồi 842 thì nó là một con này 12V anh em nha. Đầu con này đầu như to đùng luôn. Đấy. Cốt quay được nè. Ok luôn, đảo chiều ok luôn nha. Pin dài. Rồi một con. Và một con đây thì nó là con 12V. À, nhiều hơi xấu anh em, pin 9V6 nha. Đầu cứng luôn. Ê chà. Rồi hai con này anh em về nhà vệ sinh làm lại nha, 250 hai con luôn. 842 250 luôn em nha. Rồi 843. Rồi 843 con này vít thạch cao anh em. Vít thạch cao 12 nha. Vít thạch cao và một con 12 luôn. Đó, hai con này thân dài to. Khỏe thì không biết thôi anh em nha. Đó, to to dài là được rồi anh em ơi. Đó. Rồi 842. À quên 843 chứ. 843 thì cặp này tính anh em 208 nha. Đó. 843 208 luôn. Rồi 844. Rồi con này 12V nó nhét pin Hitachi coi như 9V6 vô nè. Mấy đứa tự em nó biết nhét pin. Em tập cho nó nhét tào lao rồi. Đó. Nhưng mà pin này cũng nó vẫn vô được anh em, vừa khớp luôn. Rồi dặn cái kia cắt anh em nha. Đây 1 2 3. Đó. Rồi con này thì lúc đảo chiều nó mòn mòn ngay đây. Con này cũng 9V6 luôn em ơi. Đó 9V6 luôn. Có con này hơi xấu nè, con này hình thức này cũng còn ok luôn. Đấy đầu cổ nè. Dặn được ok. Đó. Chân binh hơi lồng lỏng anh em. Rồi ok nha. Rồi ba con. Rồi ba con này 844. 250 luôn em nha, 250k luôn. Rồi 845. Rồi con này thì ok nè. Đó. Dặn được nè. 9V6, con này vít thật cao Hitachi. 9V6 luôn. Rồi, cặp này mẹ mẻ chân ngay đây. Đó, đó là 845, cặp này thì là 180 đi anh em. Đó 845 180 luôn. Rồi 846. Đây 946 anh em, mất cái cò anh em nha. Con này mất cái cò này. Một con nè. Mất tiêu cái cò rồi. Con này 946 luôn. Đó. Đầu cổ thì dặn vô ra vô cũng khó anh em nha. Hả? Chút xíu nhích chút xíu thôi. Rồi hai con này, một con mất cò anh em nha. Rồi 946 180 luôn anh em nha. 846. À 846 chứ. 180k luôn. Này. Rồi 847. Này thì con máy gì đây anh em ơi, 12V của Nati. Đó, 12V. Còn con này cắt giấy thật cao. Đó. Hai con. Đấy, rồi hai con này 847. 270 anh em. 847 270 nha. Đó. Rồi 848 280. Rồi con này thì đảo chiều được anh em. Đó, nó hơi dơ nên em ơi, hình như con mè 12V hay sao á. Thấy 12, đầu cứng hơi 66 anh em ơi. Con này tét tét ở đây nữa này, đó. Rồi, con này nó là 946 thôi. Rồi 848 180 anh em. Rồi ok. Rồi 849. Rồi con này 12V một cặp luôn em. Thì đây này nó là mất cái chụp cao su. Đấy 849. Đây. Cò bóp được anh em nha. Đó, ok nha. Rồi hai con này 12V. Rồi 220k luôn anh em nha. Hai con này hàng Đài Loan anh em nha. Với lại con này nó bị mất hai chân cao su đây nè. Đó, hàng Đài Loan. 849 220k luôn. Rồi 850. Thì con này nó là con Goodyear gì đây. 14/4. Một chấm bảy a gì đây, bình ở đây anh em nha. Đó. Đảo chiều cứng nè, này thì
con cứng luôn anh em ơi. À, cứng đầu luôn em nha, một con cứng đầu luôn. Con này 12. Con này 12 thì quay được đây. Đầu quay được nhẹ nhàng nha. Đó. Con này nó cũng bị mất cái miếng cao su ở đây. Rồi hai con này 250 cho anh em. Đó, 250k nha, 850 250. Rồi 851. Này 916 nè nha, 916 cỏ. Quay được nè, một con nè. Con này. Rồi ok luôn, hai con. Rồi hai con này 851 180 anh em ơi. 851 180 luôn. Rồi 852. Ba con vít mini. Con này không có gặp đâu anh em. Chắc cao su nha, hai con này chắc cao su. Quay không được. Đấy. Con này mới gặp nè. Con này 346. Để cái kiểu cắt cái là đi luôn. Rồi ok đây nha, một con vít gặp, hai con, ba con. Rồi ba con này 250 anh em nha, 852 250. Đó, 250k ba con nhỏ luôn. Rồi 853. Rồi 853 thì RB 12. Đầu cổ quay được, đầu đầu trong quay được, đầu ngoài quay không được, đầu đầu đó, quay không được anh em nha. Đầu trong là cốt thì quay được, còn đầu này quay không được nè. RB 12. Con này cũng là RB 12 luôn. Đó. RB 12 con này cũng còn khá là ok nha. Đó. Đầu cổ quay được nè. Đấy. Rồi hai con này 303 anh em nha. Đó. 853 303. Rồi ok. Rồi 854. 854 thì con này là 12 luôn em ơi. Đảo chiều. Bóp không được. Cò cứng. 916. Con này đảo chiều. Đầu ra vô. Đó. Đầu ra vô được tí xíu nè. Em dặn được tí xíu thôi nha. Đó. Cứng. Cứng luôn. Đó, cái bọc gì quay ra. Rồi 854 cặp này thì 180 luôn đi anh em. Quay em. Rồi 855 tên gì á? Học Thảo. Học Thảo hả? Kêu là để đây thì ừ đúng rồi. Rồi con này nó là Hitachi 12V. Đó. Pin ô pin dài ok anh em nha, một con này. Đó, con này của Black Docker 12V. Đó. Black Docker 12 anh em, đầu ok. Dơ thôi anh em nha, nó dơ thôi. Máy này cũng không có lau chùi luôn anh em nha. Đó. Rồi, 855. Rồi 855 thì cặp này 303 đi anh em, đó. Dơ thôi anh em nha, cặp này thì dơ thôi, 303. 12V. 855 303. Rồi 856. Phong bê tông. Đó, con này nó bị gãy cái đây rồi anh em nha. Đó, nó bị gãy cái đây nè, 24V. Cò bóp ok luôn. Đấy. Rồi 856. 24V EZ6811. Ok anh em nha, nó bị gãy cái nút này thôi. Đó. Rồi 856 cục này 450 luôn nha. 450k luôn. 856 450 luôn. Rồi 857. 14-4 bót cơ lỏng anh em, bị mất cái miếng cao su ngay đây nè. Đó. Cò nó cứng luôn em nha, cò nó bị cứng nè. Đó. Cò bóp được nè, đẩy qua đây bóp được anh em nha, bóp được 14-4 này là bóp. Đó, đưa qua đây thì bóp không được, đợi bình thường thì bóp được nè. Đấy. Rồi một thân máy một cái vỏ bên 14-4 con cơ lỏng này anh em nha, bị mất cái đầu này. Đấy. Rồi 857 này 307 anh em nha. Rồi. Rồi 858. Rồi một con nhìn loe ống như này anh em, một con loe ống nha, một con. Một con này thì ok, này test miếng anh em. Rồi hai con súng AK luôn. Rồi 1 2 3 4 4 con, 5 con.
5 con này thì 858 230 đi anh em nha. Đó, còn là súng AK đại bác bây giờ. Đời Napoleon ngon anh em ha. Đó, 859 đó. Rồi 859. Rồi đây, mình lấy cái bình test cho anh em coi nha. Đó. Mấy con này. Vô. Máy này máy 14.4 anh em nha. Chạy con. Rồi, điếc luôn. Có lên đèn anh em nha, mà không chạy nha. Đó. Có lên đèn, không chạy. 14.4. Rồi, mã như ta. 859. 859. Rồi 859 300k con này 14.4 luôn em nha, không chạy em nha. Đó, 300k bao ship. Thì anh em về tự dọn nha, em chưa có đụng chạm gì tao nó đâu. Đấy. 859. 300 luôn. Đợi em đi xíu nè. Đó. Máu test con máy mà đầu tiên mà nó không chạy là thấy coi như là để em làm điếu chống sợ hãi. Mời đại ca. Được. Mời đại ca tự phút lời ra. Không dám cầm ly luôn. Rồi 859 300k con 14.4 anh em nha. Makita. Con này lắm á. Giống nhau luôn em à. Từ từ em. Con này nó bị gãy rồi. Để nhét vô hên hên con này chạy nè. Mà cái thang nó bị gãy rồi. Rồi điếc luôn anh em. Này cái thang. Rồi 859. Hát em. Rồi bán con. Lỡ lên lỡ rồi. Rồi, con này lấy con này lấy cái xác anh em nha. Anh em mua con kia xong mua con này lỡ bây giờ lỡ em làm hai mã rồi. Đó. 60. Rồi 860. Cục này thì coi như là 14.4 anh em nha. Đó nó bị mất cái đới chân nè. Đấy nó còn ruột ở đây. Rồi cục này 170k anh em nha. Đó. 860, 170 luôn, đi luôn. Rồi mát này thì thua rồi anh em nha. Mát này thì thua rồi nè. Quay được anh em nha. Đó. Mát này quay được. Mà không có bình test đâu, thiếu một ốc ngay đây. Đấy, hình thức 125, lưỡi 125 nha. Đó. Thì thang cổ thì nó vẫn còn. Còn đây. Đấy. Nút bấm thì vô tư. Không có pin anh em nha. Đó, không có pin test anh em. 861. Rồi 861 con này 300k luôn em nha, 861 300 luôn. Rồi 862. Con này thì cò bóp được em. Máy 12 bình 9.6 nha. Đó, máy 12 bình 9.6, lưỡi thì ok luôn. Lưỡi 125. Đó. Máy này nó hơi 66. Rồi con này 862 250 anh em nha. Con này nó hơi 66 nha. 862 250 luôn. Con này thì nó là 14V anh em. 14V nha. Thì con này nó hơi chắc cái cao su lên nè. Đấy, nó thiếu cái cự ngang thôi. Đó. Bơm cái thôi anh em nha, pin này pin 3 3 3 3 3 16 vô lực. Máy nó chịu không nổi đâu. Máy 14 thôi. Pin pin 36 luôn anh em nha. Đấy. Rồi, con này thì chạy ok, thiếu mất cái cử chọt vô vậy thôi anh em nha. Đó, máy thì chạy ok 14.4, đời 2013, chưa cũ lắm đâu anh em nha, chuẩn bị sắp đời cũ rồi. Đấy. Anh em tranh thủ coi như là ủng hộ em con này cho đỡ lâu lắm nó thành đời cũ luôn anh em. Xem năm được 10 tuổi. Bao nhiêu? 863. 863. Rồi 863 thì con này chạy ok anh em nha. Con này tính cho anh em là 400k anh em nha. Đó. Chạy ok ha. Đấy, anh em giờ bỏ pin vô là xài thôi, dán này lại. Đấy, hình thức nó cũng còn sao kết thúc được đây. Gặp liền. Đấy. Rồi. Anh em giờ tự nghiên cứu luôn nha. Có đầu xéo đầu gì vừa. Đây, rồi. 860 đúng rồi. 63. 400k. Rồi 864, con này thua rồi anh em, không có
không có pin test đâu anh em nha, 564. Rồi cái con này thì mẻ miếng ở đây. Đấy. Lưỡi cắt sắt ở đây mà. Đây nè, mà lưỡi nó xấu rồi anh em, lưỡi nó xấu hình rồi. Con này thì lưỡi 135. Nó là 24V luôn. Đây pin nó đây anh em nha. Đó, pin nó đây. Rồi. Ok luôn. Đó. Rồi cái này thì 864, cục này 350 đây nè, đó, 350 đi, 864 350 luôn. Cái này là kiếm cục pin nè. Đi kiếm pin Nati kìa. Rồi 865. Đây. 865. Rồi đủ anh em nha. 865. Một con Nati 12V. EZT502 Martin da băng anh em nha. Rồi 865. Rồi cái này 300 anh em nha. Đó. 865 300. Rồi 866. Này được cái cục pin không à, mất cái đầu đây anh em, lại mất cái con tán nha. Đấy. Nó mất cái con tán tán ở đây. Đó, cũng 24V y như cục kia luôn em. Mất cái con tán thôi. Rồi. Cái này thì để gãy miếng ngay đây. Rồi 866 200 anh em nha. Đó. Nó bị gãy mất cái phần ngay đây nè. Đó, anh em giờ lấy phụ tùng sang sàn đồ anh em nha. Rồi 866 200 luôn. Rồi 867. 867 con cưa. Đấy, rất là ok, con này đẹp, lưỡi đẹp luôn em nha. Điều có cục pin này thì nó hơi xấu xấu thôi. Đấy, chân này nó hơi hở tí xíu nè. Hình thức đẹp anh em nha, EZ3501. EZ3501 12V. Rồi, 867 cục này 350 anh em nha. 350k luôn. 867 350 luôn. Rồi tiếp tục 868. Không phải, nó không phải đâu. Rồi từ từ bán cục pin rồi sau. 868. Rồi 868 là một con Black Blocker tỉ hàng rào mà như cái cây kiếm luôn em ơi. Đó. Rồi ra sập để giảm lên em, giảm lên cho nó. Dễ luôn. Đó, giảm nó. Rồi rút ra. Đây, giảm cái này nó. Rồi, ok anh em nha. Nhà em sửa máy dãy không á. Ok, rút đồ lúc nào ra liền. Đó. Có pin 18 nào không em? Black Blocker. Bây giờ không có đâu anh em. Rồi, con này 18V anh em nha. Đó. Rồi miếng miếng ở đây thì làm sức độ cũng ok nha. Này cái này thì rất là ok luôn. Đó, điều nó hơi cong cong thôi, giờ dặm nó lại anh em nha. Không có pin đâu anh em nha. Đó, pin không có. Rồi 868. Vô. Rồi 868 con này 300 anh em. 300k nha. Rồi 868 300k. Rồi 869. Bữa còn sót cục pin nữa nè, pin Li-ion anh em nha. Rồi, dán lên luôn em. À, được. Đó, LBC360. Rồi ok. Này cục pin của là Kyurit mà con máy tỉ hàng rào anh em ơi. Nhưng mà coi như là hết em hết máy rồi. À, bữa lượm đường cục cái bán mất tiêu rồi. Bây giờ còn sót cục lên nữa nè. Đây là Li-ion 10 anh em nha. Đó. Nó là 236V DC 2.6 AH sạc 93.6 WH Madin BRC hàng Kyurit Shindawa. Đây. Bên này nặng chắc tầm 1 kg anh em. Đó. Li-ion 36V anh em nha. Đó. Không lên điện anh em nha. Đấy. Không lên điện. Rồi cục này. Đó. 869. Rồi 869 200k anh em nha. Đó, một cục 869 200. Đó, ok. Hên xui anh em nha, em bán sát anh em nha. Đây một cục như thế này thôi, anh em về tự nghiên cứu nha. 869 200 luôn. Rồi 870, rổ em yêu khoa học đây anh em. Bây giờ đồ người anh em ơi. Em lượm sao bán vậy luôn em. Hai cái cây đây, đó. Đây là cây đục gỗ anh em nha. Đâu có cái thước em. Thước kéo. Mài lại sơ qua anh em nha, cái này nó hơi mềm mềm tí xíu thôi, mài sơ qua 1, 2 này 3 này nó hơi mềm mềm góc ngay đây. Đây từ đó qua đây là nó ba phân anh em, ba phân một cây nè, ba phân
Cây này thì nó là 2/4. Đó. 2. Cái này 1/1 sao? Cái này giờ mai là show qua anh em nha, cái này nó hơi mẻ tí xíu nè. Đang phân rưỡi. Phân 3. 3 cây. Này 4 cây. Này ok anh em nha, 4 cây. Cây này ok nè. 5 cây nè. Đó. Hàng này nó đây nó có mọc chữ đây nè, có cái có mọc cái có chữ cái không anh em nha. Đây, một cây. Đây có chữ nè. Còn cây đây là rồi, hai cây có chữ nè. Ba cây, cái này mài sơ qua xíu xíu anh em nha, cũng mới tinh anh em nha. Đấy, đầu cổ cũng ok luôn nha. Đó, cây này thì cũng vậy, nhưng mà sơ qua cái đây có chữ luôn. Đó. Cắt chặt luôn. Rồi cây đây nó cũng có chữ luôn này. Đấy. Rồi lưỡi cưa đây nó gây gãy đây, nó lại mấy mũi con anh em. Đó, chỉ có ba cây này là thì nó không có chữ anh em nha, để em lấy máy em đánh khắc chữ vi cá vô anh em ơi. Đó. 2 4 5 6 7 8. Hai mũi con. Rồi cây tôi biết thì có luôn. Lại cái cây này thì nó là có một cái cự ở đây. Anh em tháo ra mài anh em nha. Lưỡi bào bén anh em nha, đây một cái, đây một cái nữa nè, hai cái. Rồi 8-70. Rồi 8-70. 450 anh em nha, một rổ đây luôn. Rồi, nhiêu đó thôi anh em ơi. 8-70. Rồi sạc sạc. Nay hết sạc 18 rồi anh em, còn sạc 14 thôi anh em nha, hết 18 rồi. Rồi 8-71. Đó, hai cục sạc 14 này anh em, hai cục 14. Có dây đầy đủ anh em nha, hai cục này 14, 871 300 14 rơ sơi. 871 điện 100V anh em nha, 871 300. Rồi 872. Rồi hai cục này 14 rơ sơi luôn mà nó không có dây điện anh em nha. Rồi 207 luôn nè. 872 14 207 hai cục anh em nha. Nó không có dây điện anh em nha, 872. Rồi 873. 14 RA. Một cục RA, cục RC. Đấy. Cục này thì nó không có dây. Đó, hai cục, cục này có dây nè. Đó, rồi, 873 này 208 đi anh em ơi. Đó, 873 208 luôn. Rồi 874. Được. 100. Rồi mấy cục sạc này coi như là sạc Makita anh em nha, 14V nè. Đó, sạc cỏ anh em ơi, điện 100V. Có cục này không dây nè, 1 2 3 4 4 cục anh em ơi. Rồi 874 100 luôn. Rồi 875. Rồi 875 cục này là RC anh em nha, hai cục RC. Có dây. Có dây đầy đủ anh em nha, hai cục RC có dây đầy đủ. Rồi 875 300 luôn. Rồi 875 cặp này thì 300k anh em nha. Đó. Rồi 875 cặp này 300 là nó ok anh em nha, hai con có dây đầy đủ. Rồi 876. Rồi 100 luôn. 876 1 2 3 4 cục 14 anh em nha. Đó. Cục sống cục chết thì hên xui anh em ơi. Rồi 876 100 luôn. Rồi 877 100 luôn anh em ơi. Đó, Hitachi. Rồi 877 100 luôn. Hitachi anh em nha, hai cục. 1 2 hai cục 877 100 luôn. Đó. 4 cục là 100k bao ship anh em nha. Rồi 878 100 luôn, này 18V nè. Điều nó không có dây anh em, con cục này có dây thôi, 18V anh em nha. Đó, sạc được 18 chọt nè. Rồi 878 100 luôn. Đó. Rồi 879. Rồi 1 2 3 cục, hai cục có dây, hai cục không dây, Nati anh em nha, hàng này hàng Nati. 879 100k luôn anh em nha. Rồi 879 100 luôn. Rồi ok. Rồi 880. Rồi cái sạc này thì 100.000 anh em ơi, 7 cục anh em ơi. Sạc này sạc của Đài Loan, sạc nó sạc Ethiopian 18V anh em. Đấy, 18V nè.
Rồi, 100k bao ship anh em nha, 10.000 chưa được 10.000 cục luôn em ơi. Đó. Chưa được 10.000 cục anh em, có cục này nó bị chết khét nè. Đó. Đấy, 7 cục anh em, 8 nhiêu? 880. Rồi, 880. 100 luôn anh em nha. Rồi, 880 100 luôn. Rồi. Dắt mấy cái thùng qua đây. Rồi cái thùng này. Này mã này là mã 881. Rồi y với tôi 113. Anh em mua báo ngàn anh em nha, 113 anh em nha. Y với tôi 113. Cái đầu này dặn chưa cắt anh em nha. Đó. Mới tin anh em. Một con nè. Một con thân máy vỏ binh. Nhìn còn rất là ok nha. Y với tôi 113. Này nó có cái gì này thì lắp ráp lại. Rồi, thùng Nati này. Ok, nhìn đẹp gọn gàng sạch sẽ nè. Rồi mã 81. 430k bao ship anh em ơi. Rồi 882. Con máy tên là gì này, coi như mấy em bán bao nhiêu con nó đi hết, còn con này sau coi như nó ở lại đây. Đây anh em. Đây anh em nha, đó, nó còn có con tìm một thôi anh em. Đó, có lại cái thùng này nữa nè. Thùng này khá là ok nha, đó, nó có con tìm một thôi. Hàng của Mizoy coi như là Osaka gì đây anh em ơi. Để em đọc lại coi. Con tia 1 thôi anh em. Hình thức nó còn khá là ok nữa, nhưng mà nó có tia thôi, nó không có được nhiều. Mizoy. Đây, chút xíu thôi anh em nha. Rồi 882. Rồi thùng này tính anh em 250 đi anh em ơi. Đó. 250. 882. Rồi 883. Rồi cái này thì nó là xoay quan dặn được lên em. Đó, dặn được nha. Còn đây cho tôi biết đây. Đó, xoay được luôn em ơi. Đó. Con này nó có chức năng anh em. Đó. Không có tay gì đâu anh em nha. Rồi 883. Con này 303 đi. Đó. 883 303. Rồi 884. Ethelman. Một thùng luôn em nha. 12V. Ethelman. Đấy. Đầu cổ. Này dặn nó kêu cái cắt. Rồi dặn không được anh em ơi. Không được. Đó. Rồi 884. Thùng này 250 đấy anh em. Đó. 884 250 luôn. Rồi 885. 12V anh em ơi. Máy kho 12. Đời sơi 12. Đó. Rồi. Ok luôn. Rồi Hitachi. Đời sơi 12V 2 giỏ binh. Rồi 885 thùng này 300 anh em. 585 312V 2 cục. Rồi 886. Rồi này của test cái vỏ miếng ở đây nè. Ship 12 anh em nha. Con này ship 12. Đó, 886 ship 12. Rồi con này ship đầu cổ. Quay nhiều quá quên thử đầu miếng anh em. Ok nha. Rồi 886. Rồi cái thùng này thì nó có một tay thôi em. Một cái yên binh bị bởi em nha. Rồi con này 250 luôn. 886 250k luôn. Đấy. Rồi 887 hư tai chi luôn. Này thì dao rọc giấy nè. Này nó cắt quyết thật cao. Này cắt quyết thật cao nè. 9.6 nha. Đó, máy còn đẹp lắm. Cái chế thật cao 9.6.
tốn thuốc. Anh hút đâu em lại cho anh một gói con này. Rồi, con này thì đó. Cái tinh cào 9.6 anh em ơi. Rồi cái thùng này tính anh em là 200k lên anh em nha. 200k đi. 200. Rồi anh em về nghiên cứu em yêu khoa học. Bao nhiêu rồi? 38 này. Rồi 888. Rồi con này impact đẹp anh em ơi, hàng Nati. Ok nha. Đầu cổ. Đầu dặn được anh em nha. Đầu dặn ok nha. Mềm mại. Bước rượt. Rồi ok anh em về dọn anh em nha. Rồi 888 thùng này thì 300 đi anh em. 300 nha. 888. Rồi 889. Hai tay đầy đủ. Rồi cái này EZT 105. Đó, EZT 105. Máy khoan anh em. Đầu kia đó, đầu dạng kia cắt anh em nha. Ok, dạy vòng vòng luôn. Đó. Rồi. Rồi 889 thùng này. Con này đẹp anh em nha, 330 anh em nha. Đó, 889 hai cái tay ok nha. 889 330 luôn. Rồi 890. Rồi 12V. 6916 đời. Đó, ok nha. Đầu này ok nha, 6916. Máy thì gọn gàng sạch sẽ. Nhìn nó cũng ok, trơn tru. Đấy. Trơn tru anh em nha. Đó, rồi ok. 6916 con này đời nó cũng cao anh em nha, không phải là đời thấp đâu. Đó, đời thấp là 6913, 14, 11. 16 này cũng ok rồi. Rồi 890 con này 350 anh em nha. Đó, 890, 350 luôn. Rồi 891. Này Nati anh em nha, Nati luôn, EZT 113 luôn. Lại báo tiếp anh em nha. Con này nó vỏ nó hơi xấu anh em ạ. Đó. Này nó cũng hơi xấu xấu anh em. Sạc đấy. Rồi ok. Một thùng. Rồi 66 thì 300. 891 300k anh em nha. Đó. Rồi 892 RB. Rồi con này được con cái hình thức cũng đẹp anh em. Đây nè, nó đầu cổ ok ha. Đó, điều đảo chiều cũng được anh em ha. Đảo chiều hơi cứng nè. RGB 12V. BD 121. Đó. 12V anh em nha. Điều đảo chiều nó hơi cứng nè. Vỏ là nước sơn nó cũng còn ok. Rồi, 892. Thùng này 300 anh em nha. RGB 300. Rồi 893 em yêu khoa học. Rồi 893 em yêu khoa học đi anh em. Cục này cục gì không biết luôn nha. À, ma đinh gia băng này anh em nha. Nó là 14.8V. 898AH. Đai qua. Còn này thì cọc âm cọc dương. Đo cái gì đây anh em. Không biết luôn á. 8800 qua bao nhiêu. Người không có tiền tao anh hỏi cái. Cục này cục làm gì em? Cục pin á. Không biết luôn hả? Nhìn này chán ngắn là biết rồi. Đúng là người không có tiền tao đi ra chỗ cái này anh lại. Rồi. Thằng lái đóng bình coi như là thợ đóng bình mà coi như là nó em hỏi nó em nói không biết cục gì luôn, em bó tay luôn rồi. Đấy. Rồi. Rồi cái cục này thì em yêu cầu anh em nha. Đó, có cái thùng nữa anh em. Nặng lắm nè nha, cục này cho nó cả ký á. Rồi không biết cục gì bán 2 xị anh em ơi. Đó. Em mà biết cục gì là em mà biết cục này xài cục gì em bán 100 thôi, nhưng mà không biết cục gì bán 200. Đó. Rồi 893 200 anh em ơi. Rồi giờ qua tới máy điện anh em nha. Rồi 894 rồi. Rồi 894. Này máy gì ta? Bình thường. Có mặt cười. Ồ ra ra. Hút chân không anh em ơi.
Đấy, nó hút chân không này anh em à. Đấy. Đây em. Con máy nó như thế này rồi mà nó nhìn mặt anh em mà nó cười mà anh em còn không mua nữa thì thôi luôn. Đây nè. Đấy. Rồi tắt đi. Chạy ok anh em nha. Con máy nặng ghê không? Rồi, găng tay anh em ơi. Rồi 894. Thì cái con này tính cho anh em là 700 đi anh em ơi, 700k nha. 894 700. Đó, nặng lắm. Hút chân không. Đây, hút là lỗ trên anh em. Đó. Đây. Con này hàng của Osaka da băng Tasco. Da băng soyo.ltd. Rồi hết rồi anh em ơi, có nhiều đọc nhiều lên anh em ơi. Rồi, cái này 894 700 anh em. 895. Con này bữa đi bị gãy chân trả dời nè anh em. Đó. Con này nữa mà đi nó bị gãy cái chân này, đó, trả về em hồn về lại đây, nó bị gãy cái chân này anh em. Đấy. Mấy đứa nhân viên nó đóng không kỹ đó, nó bị gãy cái chân này đây. Thì hàng con này hàng của Shinko. Đó, Tokyo Shinko, con này nó chỉ có 150W thôi. Đá bên này thì ok anh em nha. Đó, đá bên này thì ok nè. Chạy ok anh em nha. Đây, gấp lại đây. Rồi 895 300k anh em nha. Đó, 895 300. Đó, nó bị gãy mẻ một cái góc chân ngay đây. Mẻ bị bởi một góc chân ngay đây rồi, đá 150. Xài đá 150 hàng Shinko anh em ơi. Đó. Viên đá nó còn ok nè, bên này thì mất luôn cái công tắc rồi, quên mất luôn con ốc rồi anh em nha. Đó, bên này thì viên đá nó còn ok, gãy một chân. Viên đá này thì ok, đó. Hai nắp chụp thì vẫn còn đầy đủ. Rồi 300k bao ship về đến nhà cho anh em 895 300. Rồi con này 896 chạy không em? Nó có dây kìa. Có quay được đây ba. Này con tán thì vẫn còn đây. Đó. Cái gì? Rồi con máy này thì là một con máy lấy chớn anh em nha. Nó không phải là máy mày đâu anh em ơi. Nó gắm điện vô anh em lấy chớn cho nó cái nó mới chạy được. Đó, ốc bên này thì vẫn còn. Còn giờ chạy đi. Giờ chạy rồi, gắm giờ rồi. Làm lại phát nha. Đúng rồi. Lấy chớn cái chạy rồi đó. Lấy chớn cái nó mới chạy anh em nha, máy lấy chớn. Đây, cái tụ chà bá luôn nè, công tắc bị hư anh em nha. Đó, cái tụ chà bá cho lửa luôn anh em về nghiên cứu lại ha. Đó, rồi thay lại. Con này nó sức dây tụ rồi. À. Sức dây tụ cho nên là nó được bao mở hả? Rồi, ok, được rồi. Như đó thôi. Rồi điện 100V 200W. Nặng 13 kg anh em ơi. Đó, 100V 200W anh em nha, con này. Rồi, tính cho anh em là con này nó không bị gãy chân thôi anh em nha. Nó không bị gãy cái chân đâu. Bây giờ anh em đấu chân lại tụ lại thôi. Rồi hơi 66. Rồi 650k luôn anh em nha, 650 bao ship về đến nhà cho anh em ha. 896 650 riêng con máy này không bị gãy. Đó, đá bên này còn một bên này thì còn có đúng con tán thôi. Dây điện thì có đúng mét luôn, chưa được mét anh em nha, nửa mét nha. Rồi, 896 650 luôn. Rồi 897. Này. Rồi 897, con này không chạy đâu em. Rồi bán anh lấy cái xác anh em về tự dọn luôn nha. Đó, cái cốt đó nè. Đá bên này miếng ở đây, bên này mất đá luôn nè. Đó, nó sống như con trâu bò luôn. Đây, con này em không test luôn anh em nha. Đây nè. Đó, không test luôn. Không gãy bởi đâu anh em nha. 250 luôn anh em về tự dọn nha. Đó, hết xui anh em ơi. Ribi con này tầm 120W thôi nha. 120W chuẩn luôn. Đó. Công tắc thì điếc luôn. Đó, 897 250 luôn. Rồi 898 con này là con Toshiba. À, đúng rồi. 898. Rồi. Con này Toshiba anh em nha. Con này cái đế nó dính anh em giờ dọn lại cái đế nha. Toshiba 7 kg cắm điện vô đây. Chạy anh em ơi.
hơi méo méo bên em miếng nữa, anh em giờ dọn lại bên đây luôn em nha. Rồi anh em về dọn lại khúc này luôn đó, dọn lại khúc này hơi méo méo miếng đá bên này thì còn bên đó, còn một bên nha. Còn bên đây thì không sao, còn con tán bởi đá rồi, còn con tán này nắp chụp đầy đủ. Nói chung là con này anh em giờ vệ sinh làm lại là ok. Rồi con này nặng 7 kg luôn anh em nha, con này nặng lắm, nó là 145W 15A 145W rồi 898 con này 400k anh em về dọn lên anh em nha, nặng 7 kg luôn anh em nha, 898 400 luôn. Rồi 899. Rồi 899 con này thì chạy lên. Này bao nặng luôn anh em, con này nặng lắm. Chạy ok im ru luôn em ơi. Đó, công tắc. Bên này thì nó không có bởi đá rồi anh em nha, miếng bao giờ còn bởi đá luôn. Đó, con này nặng lắm. Rồi con này 470k luôn anh em nha. Đó. 470 luôn. 470k, 899. 470 luôn anh em nha. Đó. Đối ok hết luôn. Rồi, nặng lắm anh em nha. 899 470 luôn. Rồi mã 900. Con này con trâu đất luôn. Rồi con này nặng 28 kg anh em ơi. Nặng quá nặng. 28 kg. Đó. Chạy im ru luôn em nha. FDK. Phát DK chứ không phải FDK. Con này thì nó là 400W anh em nha. 400W nó là xài đá 205. Hai cái cử mất anh em nha, hai nắp bao giờ còn, hai cử mất đá còn một bên. Đó. Rồi ok luôn. Nặng 28 kg. Rồi nó là mã 900, giá của nó là 1.700.000 anh em nha. 1.700.000 bao ship anh em nha. Đó. Tiền xíu không hết mát, mất hết mấy trăm ngàn rồi anh em, nặng 28 kg nha. Rồi, 900, mã 900, giá là của nó là 1.700.000 luôn. Điện 100V anh em nha. Xíu nữa. Rồi con này 901. Có đảo chiều anh em nha. Đúng không? Sao nó chạy ngược? À đúng rồi, không phải quay lại. Anh ngồi ngược. Thì cứ ngược. Không phải, do em ngồi ngược. Nói là vậy mà đúng. Em ngồi ngược anh em nha. Đó, các cặp thử luôn nè. Đấy rồi, con máy này nặng lắm rồi, bao nặng như con trâu đất luôn. Rồi mã con này mình cố gắng thôi. 0.2 kW thì hình như nó là 0.2 phải 200W không? Đúng rồi. Rồi đúng rồi. 0.2 kW điện 100V em nha. Rồi con này nó hàng mở rồi, nó sơn màu đỏ luôn rồi. Rồi, con châu đất này 550 đi anh em ơi. Đó, 550k anh em nha. 901 550 luôn. Mua được đây về tập đá. Con này bỏ ra đi. Quay mấy con phiêu phiêu thôi. À được, bỏ ra luôn. Mày quay đi. Đang đang có bụng. Thôi bỏ lại luôn. Chúng con nào nữa không? Chỉ có hai. Còn mở đi. Thì lần mai thì sao vậy? Mai quay được. Xin hai con mà 903. Ngoài đó có 5 là được. 902 nha. 902 hả? Rồi thùng này 902. Vậy thì mấy con nữa coi như là để dành hàng mai quay tiếp anh em ơi. Rồi kính này nó mờ mờ anh em ha. Rồi em bán cái thùng này tặng luôn con máy luôn anh em. Thùng này rất ok luôn nha. Cái thùng này
máy này xấu quá bỏ qua bên đi, em giới thiệu thùng đây đó. Rồi cái thùng này thì rất là ok anh em ha, thì thiếu vòng dây thôi. Đây một cái thùng đựng đồ người, đây em đo luôn. Rồi cái thùng này nó là 19 anh em nha, chiều cao của nó là 19 nè. Rồi chiều dài của nó thì 30, mày ngang thì nó là 14. Rồi tay thiết còn đầy đủ luôn em nha. Rồi cái thùng này em bán cho anh em là 300 đó. Đó, khuyến mãi thêm cho anh em con máy bỏ vô đây anh em ha. Đây khuyến mãi cho anh em con máy da băng đàng hoàng anh em nha, điều kính nó hơi xấu xấu mông mớm ngay đây thôi. Đấy rồi, rồi mã 902 300. Rồi cái này em bán cho anh em cặp kẹp đây thôi anh em nha, còn cái này cái thùng này nó nát rồi. Đấy cái cặp kẹp đây nè, thấy cặp kẹp này nó còn ok nè, dây điện mà anh em nha. Đó cái thùng này là thì nó nát rồi. Đây cái cặp kẹp đó là sao đây đó, kẹp còn ok anh em nha, kẹp của Taiwan đó, made in Taiwan, sản xuất tại đó. Rồi ok, dây đồng anh em nha, đồng anh em đây đồng đồng rồi. Rồi bán cặp kẹp thôi anh em nha, em không phải bán cái thùng đâu. Ba đâu rồi, chưa đâu. Rồi 903. Rồi cặp này em bán 150 anh em nha. Đó. Bán cặp kẹp thôi. Cái thùng này nát lắm rồi, bỏ đi. 903. Rồi. Cái này nó cũng nát rồi anh em nha. Đó, nhưng mà vô đây em. Nãy em tháo cái bình ra rồi anh em nha. Cái trong này nó bị sao? Nó nát hết rồi. Trong này nó chưa bể từ đâu. Đó, nó bể bờ ngoài thôi nè, ở trong này không bể anh em nha. Cục sạc còn nguyên luôn. Cục sạc còn nguyên luôn. Đây nè. Đây sạc bình đó. Không ạ, kích bình của sạc. Đây là cái kích bình anh em nha. Nói chung là nó bể cái miếng mica ở ngoài thôi, chứ còn ở trong này thì nó là ok nha. Trong này nó có miếng sắt đây nè. Đó, lót miếng sắt ở đây. Rồi, thùng này vỏ bề ngoài nát anh em nha. Rồi cái này 904. Dây này thì dây to, dây dài, dây đồng luôn anh em nha. Đó. Dây to dài kẹp rất là khá là ok luôn. Rồi 250 nữa nha. Đó. Rồi. Rồi 905. Rồi cục này cục ổn định điện anh em giờ nghiên cứu cục này anh em sao lần dời đâu bao nhiêu dưới biết. Nó không phải ông áp đâu anh em nha. Đó. Chưa có điện em. Ủa rút điện hả? Không, em lấy máy gắm đây. Chạy không? Chạy anh em nha. Đó. Đấy, rồi ok. Nó chỉ là một cục ổn định điện thôi anh em nha, Fujima gì đây. Đó. 905. Đó. Rồi 400k. Nó nặng lắm anh em ạ. Đó, ổn định điện anh em nha. Nó là vô 100V ra 100V luôn. Đó. Rồi 905. Rất là đẹp. Đấy, 400k. Rồi kết thúc chương trình đi anh em ơi. Thì chiều ngày hôm nay lên còn 80 mã này. Rồi ok anh em xem được con nào ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video đây, chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.